trường hợp mà nhà đầu tư được hoàn vốn lại đến thôi, thì cái tiền hoàn vốn sẽ vào cái tài khoản của nhà đầu tư ở Mỹ hay là tại Việt Nam thôi? Và cái việc đó nó không phải là một cái yếu tố mà chúng ta có thể quan tâm. Có, vì khi mà đã xong rồi, chúng ta có thể xong rồi thì hoàn ở đâu cũng được cả. Và cái số tiền được hoàn lại đến thôi thì nhiều nhà đầu tư cũng quan tâm là liệu có bị tính thuế ở Mỹ hay không, và dùng cái tiền đó để đầu tư tự do quyền của mình được hay không anh? Nếu mà một khi quý vị đang ở Mỹ rồi thì cái số tiền đầu tư được hoàn trả lại thì sẽ không bị đóng thuế, thì vì đây là số tiền đầu tư và lấy lại thôi. Nhưng mà cái tiền lời mà dự án họ trả cho quý vị đó, thì cái tiền đó đó quý vị sẽ phải đóng thuế trên cái tiền đó. Và cái thuế này không phải là thuế thu nhập mà gọi là thuế capital gain, tức là thuế lãi vốn đó, lấy lời vốn từ cái việc đầu tư. Mà cái mức thuế cho cái khoản này nó sẽ thấp hơn là thuế thu nhập. Dạ vâng. Vậy là mình chỉ bị tính thuế trên cái khoản là capital gain thôi. Chứ còn số tiền gốc này không bị tính thuế.